Rồi Mitsumate 245 nha. À, nhìn xe như này liệu ai dám mua không? Đấy. Xe mới có 400 giờ thôi, đủ mất ghê không? Hàng Nhật về nha. Mà coi này, xe này. Đấy. Đây. Ta coi tác phẩm nghệ thuật. Bên em về hàng loạt này. Về hàng loạt đây. Cái động cơ nó này. Nhìn mọi người nhìn máy như này nó mới chất nha. Đấy, chứ không cần phải bàn cãi gì nhiều. Đây, nắp này chưa hề mở luôn này. Nguyên rin. Rồi, để mở cho mọi người coi luôn. Đây, đất này, còn bám luôn này. Đây, hàng Nhật là hàng như thế này đây. Đấy. Rồi, quảng cáo vậy thôi. Đó, mọi người nhìn kỹ nha. Xe gần như vô giá, danh giá. Đây, 45. Bên em về xe siêu đẹp. Nên là tên nào thì của nấy thôi. Mọi người coi được là ủng hộ. Đấy, coi này, két nước này. Coi như này ai dám chơi là chơi thôi. Banker luôn nha. Banker. Số cơ. Banker số cơ. Còn 7 màu luôn nha. Xe này đẹp tuyệt vời. Nhìn này ai dám chơi không? Thằng ráp nha. Thằng ráp. Bên em đang ráp vô. Mọi người coi xe hàng bãi về là nó như này này. Về nó như thế này thôi. Rồi phải ráp từng miếng vô lại. Nên là thường là đánh dấu ít. Nó là vậy. Hai cái bánh. Đây. Đó. Nước phụ này. Bình nước phụ này. Bể này. Gãy một cái ống này. Chảy nước này. Nên mọi người đòi đủ đồ thì không có đâu nha. Đó. Nó cũng phải có sai sót chứ không thể nào mà được theo ý mình muốn được. Bên em ráng lắm thì ví dụ những cái xe về nữa nó va quẹt, nó bị bể này bể kia là chuyện rất là bình thường của những con xe siêu đẹp. Rồi thì không quảng cáo gì nhiều bởi vì em không có video súng được đâu. Bây giờ nó rất là nhiều hàng súng em phải phụ mọi người. Bên em về một con West 50. Toàn là những con xe rất là đẹp. Đây mọi người có thể coi những con xe này. Chạy một cái 630 mấy giờ đây này. Để em bật đèn flash. Quá yếu rồi, sao chết mà em. 600 giờ. Yeah. Geno 1008 này, Vota đấy. Con này là một con West 50. Thôi không quảng cáo gì nhiều. Hàng bãi là hàng như thế này đây. Về là nó như vậy đó thôi. Rồi về phải trau chuốt lại. Đây. À, chạy mới có mấy trăm giờ thôi. Xe thì tuyệt đỉnh. Để em bật đèn flash bên đây. Đây. Xe hàng bãi về như này này. Đấy mọi người có thể coi này. Ốc ếch này. Rất là đẹp thôi. Mà yên tâm. Đấy, để mọi người yên tâm mà chốt hạ ở đây. Nhớt này, nó phịt lên. Đó, chuyện bình thường. Đó, những xe con này mà rửa ra. Những con xe bên em mà rửa ra. Thôi chứ, vô đối nha. Đó, để mọi người hiểu được cái cảnh làm xe bãi nó như thế nào thôi. 18 à, 20. Tinh chất hàng bãi về nha. Là nó như thế này đây. Đó, bắt đầu bên em phải dọn dẹp lại. Ở chỗ nào mà nó va quẹt và nó chóc vẩy, chóc sơn đồ nó không thể phải có dặn. Có xe thì nó đẹp sẵn thì không nói. Còn phải là xe nào về cũng đều là cứ thế là bán được. Đó, như con này này, xây ra chóc vẩy lo mà làm. West 50, một con 18 1801, một con 1820, một con 245 một Mitsu. Đó là những con xe bên em về đặt hàng này về rất là nhiều. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người đã coi video nha. Hàng bãi là hàng như vậy đó, mọi người coi được là chơi thôi, còn không chơi được thì bên em này. Nói chung là những cái xe này thì quá đỉnh rồi đó. Hàng bãi như vậy là ai dám mua không?
Nên là về mọi người đừng kêu ừ dọn dẹp hay không dọn dẹp. Dọn dẹp phải dọn dẹp thì mới bán được, chứ còn kêu mình để như cục đất đó thì ai người ta mua. Vô mà nhìn nhà ai dám mua? Vô mà nhìn nhà ai dám mua? Nhìn này ai dám mua đâu? Xịt rửa lại ra sạch sẽ nha. Nhìn để đây nha. Rồi ok. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã coi video nha. Đây, trực tiếp luôn cho mọi người coi, một người giữ bình kìa. Một người đây. Phải sấy á, dòng này đây đây đây. Ông ra hết số chưa? Rồi. Đạp côn đi. Ra ra. Đấy thấy chưa? Rút bình ra. Thấy không? Một phát là nổ thôi. Tuy cũ là cũ nhưng mà máy rất là chất. 920 giờ. Rồi, vô đi. Đúng được không? Đúng được không? Đúng được để anh hướng xuống nha. Thằng này là I5M4 nha. 05. Xuống được không? Không được đưa xuống nha. Coi ông thần, ông thần bẻ cua 2-3 lần nữa. Ra lên vô lại đi. Bẻ cua 2-3 lần. Đi số chậm thôi, đi bằng chậm cũng chậm thôi. Cần chậm 50 kia kìa. Rồi. Đó. Đủ cái thằng cái kiếm. Anh cột giùm em nữa đây lại vậy. Đó, xỏ một cái lỗ đây, từ từ nữa đi. Để anh cột lại. Ê. Đây là hàng bãi về là như vậy anh em bà con nha. Bên em về phải bẻ cua 2-3 lần. Rồi cho nó xuống, hỏi cho thêm. Xe bên em về cực chất nên thành ra là tiền nào thì của nấy thôi. Và em cũng nói trước với mọi người, tiền nào thì của nấy. Và mọi người mua xe bãi á, lời cảnh báo thật sự, tiền nào thì của nấy thôi. Nó giặt cho mọi người 3 phát là rồi nó ngang tiền bên em thôi. Đó là thật sự. Ví dụ như bên em giá rất là cạnh tranh rồi. Và bên em là hàng nó rất là đẹp. Đang ráp lốp. Vì xe bãi á, mọi người đừng ham rẻ. Xe bãi là đừng có ham rẻ, mà phải là cái chất lượng. Có xe từ cái thập niên cổ lai mà lên thì một phát là nổ thôi. Mọi người coi xe đó, từ thập niên bao nhiêu rồi đó mà về đề một phát là nổ thì hiểu là cái xe nó cỡ nào thôi. Chưa có khói khít thì chưa có một cái gì cả. Thì bên em là về những con xe là tuyệt đỉnh đó. Rồi, bây giờ đến con này. Em vô bình luôn. Ở đây nha. Rồi, và lỏng góc bình. Anh ấy lại cục bình. Rồi, lỏng tiếp. Anh cứ đè vào đi, nó không dịch đâu. Đó, rồi, ok. Rồi, ok nha. Rồi, anh lấy bình ra, ập lại em cái nắp. Anh chạy xuống luôn ra nha. Đây nha, xe bãi đó. Mọi người coi này. Con xe rất là chất lượng. Ủa đây là biết rồi, thấy rồi. Vô rồi nè. Vô rồi.
là đẹp nha. Các xe bên em về đình đám, mọi người có thể coi đây. Tấp lại 2 nha. Rồi ok. Xe rất là đẹp. Nó về xẹp cả lốp thôi. Nó chạy mầm, đuôi chuột chạy luôn. Xẹp lốp. Những con xe Nhật là xe như này nha. Rồi ok. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã coi video. Đó. Nghĩa là bác nào mua thì alo. Rồi. Vậy đi. Bên nào thì của nấy thôi. Bên em xe rất là chất. Mọi người coi chất máy này. Đây. Đó. Chất máy thì miễn bàn nha. Rồi ok nha. Rồi. Bây giờ đang còn con to nhất đó. Bây giờ phải xuống. Em thành nhiệm vụ em cố gắng em xuống cho nhanh. Rồi ok nha. Chắc con đó không quay xuống cái xe được đâu.